Không biết yêu đương là gì. Vậy là học giỏi lắm hả? Dạ học cũng khá thôi chị, không giỏi. Không ai ve vẩn, không ai tán tỉnh mình luôn hả? Có nhưng mà em không chịu. Còn 4 năm lên thành phố, cái môi trường học trong trường rồi không có bạn bè, không có mấy anh chị trên địa mình hả? Dạ không, em đi học xong rồi em đi về, xong em đi làm thêm cái thời gian đó, đi làm không hả chị? Làm thêm gì nữa? Dạ em đi làm bắt thêm ở mấy quán nhà hàng hay là mấy cái quán trà sữa chị. Thì đó, ở mấy quán nhà hàng, mấy quán trà sữa cũng đối tượng thiếu gì. Nhưng mà gọi lắm người ta không thích em, ta thích cái bạn cùng không à? Không thích em, thích dạ. Mấy bạn làm cùng thì có. Dạ có, bạn làm cùng bạn nào cũng có bồ hết. Có khi nào em nằm em gác tay lên trán em trăn trở em suy nghĩ sao mình như vậy không? Có đêm em nằm suy nghĩ không lẽ mình bị nhiễm âm theo sao? Trời ơi, có một cô gái mới 22 tuổi mà có suy nghĩ giống tôi ghê vậy đó. Năm nay nhưng mà năm nay tôi 43 tuổi rồi mà tôi cứ suy nghĩ hoài. Chắc tôi có nhiễm âm theo chứ tại sao tôi quen anh nào cũng không đi đến bến bờ hôn nhân. Đi cắt nhiễm âm với chị không? Dạ đi chị. Chị đang còn định đi cắt nhiễm âm đó. Vậy bữa nay chị sẽ ra tay chị cắt cái duyên cho âm cho em. Mà nếu hôm nay mà thầy cắt tường mà không có gọi là cao á, không có cao tay thì thầy sẽ dẫn con đi kiếm thầy khác nha không? Dạ. Mà hôm nay hy vọng là Cát Tường sẽ cắt được duyên âm cho em. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi bây giờ muốn kiếm người sao nè? Cao em. Em cao nhiêu? 1m55. Dạ 1m6. 1m6. Đứng lên coi. Bà đừng có nói thách nha bà. Bà cao gì dữ vậy? Nó cao hơn tôi không quý vị? Rồi thôi được, 1m6. Gấp chấp nhận. Mang dài hai chị em cũng bằng nhau. Thôi được rồi, 1m6. Rồi mập ốm như thế nào? Vừa thôi chị, đừng mập quá. Tại em mập rồi. Vừa vừa thôi. Dạ. Rồi tóc tai, quần áo, cái style kiểu gì? Kiểu lãng tử, kiểu sinh viên, kiểu văn phòng hay là kiểu đại gia đồ? Kiểu gì? Dạ kiểu Hàn Quốc đó chị. Hàn Quốc có nghĩa là kiểu hơi xoay ca. Dạ đúng hơi, rồi. Hơi nhẹ nhàng, lãng tử phải không? Dạ đúng. Hay là thích hot boy sáu múi? Cả hai luôn được không chị? Em tham quá. Ở được rồi, người ta chưa có mối tình nào hết, người ta có quyền tham đúng không? Rồi em mong muốn người bạn trai của em là làm gì? Cỡ tuổi khoảng tầm bao nhiêu? Trời, lớn tuổi hơn em. Nói chung là 30 đổ lại. Dạ đúng rồi. Ngang với mình thôi. Dạ. Chứ nhỏ hơn mình quen không? Xem xét thôi. Xem xét chứ không phải xem xét. Không biết bữa nay nhân viên có cắt được duyên âm cho em hay không. Dạ. Nhưng mọi thứ cũng do ông trời định đoạt. Bây giờ hai chị em mình sẽ đi vòng vòng, sẽ dòm, sẽ tia. Chị sẽ phát cho em một cái máy em nhìn ha. Dạ. Em cứ nhìn mà em thấy ai mà em thấy là được em chỉ cho chị. Chị sẽ đến chị tiếp cận, chị hỏi cho em. Mà nếu như mà người ta có vợ rồi hay là người ta có bạn gái rồi hoặc người ta không muốn tham gia chương trình là em mất một cơ hội. Dạ. Cho nên mình phải chọn lựa, phải suy nghĩ thiệt là kỹ. Ok. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta đi thôi. Rồi em muốn đi hướng nào? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trái, phải, trái, trước, sau. Bên phải chị cho nó thuận. Phải, thuận đường, tiến lên. Ở đây là khu công viên, chị thấy ở đây trẻ con rất là nhiều. Em phải cẩn thận không thôi mất cơ hội của mình. Tại vì có thể sẽ gặp những ông bố dẫn con đi chơi thôi. Bên trái đi chị. Bên trái. Chứ mình đi xa quá chị ạ. Quán cà phê từ xa kìa. Giờ em đứng xa xa em lia mái coi em có thấy anh nào được không. Chứ mình đừng lại gần quá, nó kỳ. Qua đây, qua đây, qua đây. Đi một vòng. Chị nào thấy có nam không mình zoom vô. Chị em sao em thấy toàn người trung niên không vậy chị? Thôi đi tiếp. Qua đây, qua gốc cây này, qua đây, qua đây, qua đây. Mà đừng có đứng ngơi ngơi ngoài đường. Đó, coi thử xem. Anh này đang học bài hay sao chị? Học bài? Nhìn anh đọc cái gì nè. Muốn tiến tới không? Tiến tới chị. Em thấy ổn thì tiến tới, còn em không thấy ổn thì thôi. Tức kỳ quá chị. Gác cái chân lên phải không? Dạ. Người ta ra công viên, người ta ngồi trên xe, người ta học bài thì cái chân người ta phải dậy thôi. Cứ thẳng tới đi. Quán này còn người lớn tuổi không đúng không? Phải tìm chi. Có thể nào phải núp vô mới được. Đâu rồi? Em thấy gì không vậy? Trời ơi, bà núp vô, núp cái gì? Đứng lộ ra hoài, tôi bán không có được bây giờ. Qua bên phải. Thấy có mình đó là ngồi mình thôi. Cái này quần cục quá. Bạn này. Đó. Ok đó, trẻ đó. Bà nó ok đó. Thấy ốm đó, thấy cái tướng đó là tướng ốm chứ không có mập đâu. Được đó, cơ hội thứ hai rồi nha. Qua nha. Ở đây nha. Hello em. À, chị chào em. Em tên gì? Dạ, em tên Quý. À, Quý đi với ai vậy? Chị nói chuyện với Quý xíu được không? Ủa, Quý nhà ở đâu cơ? Dạ, em ở quận 5. Đồ quận 5 mà đi đâu qua tới đây dữ vậy? Dạ, em
Hồi Quý đang làm công việc gì? Hướng dẫn viên du lịch. Năm nay Quý nhiêu tuổi? Em mới 22 ạ. 22. Chị giới thiệu với Quý là chị đang tham gia một cái chương trình làm mai mối. Nãy giờ có một bạn gái để ý Quý từ xa, nhờ chị Tường tới đây để mà hỏi thăm Quý. Bạn gái này bằng tuổi em, cũng 22 tuổi, sinh viên năm cuối. Đã Quý làm đi làm lâu chưa? Tại em vừa học làm ạ. Em đang học cái gì nữa? Em đang học chuyên ngành giáo viên du lịch. Học năm cuối luôn. Nếu Quý có thời gian rảnh ha, khách chưa tới, thời gian rảnh gì à, dành cho Tường khoảng 15 phút được không? Gặp gỡ cái bạn gái này. Ok, vậy là để giờ Quý đợi đây chút xíu nha. Chị ra báo tin cho bạn kia rồi sắp xếp cho em với bạn nó gặp mặt trò chuyện ha. Yeah, cảm ơn em. Ok, ok. Bằng tuổi có là cũng ok đúng không? Dạ. Cũng vừa đi học vừa đi làm y chang như em luôn. Cao quá. Đây, ngồi xuống đi em. Đó. Rồi, bây giờ á, bạn gái đang ngồi bên trái của em. Hai bạn có thể trao đổi với nhau vài câu đi nè. Mình chào bạn nha. Không biết bạn tên gì? Tên gì ạ? Mình tên Nhi á. Bạn tên gì? Mình tên Quý. Năm nay 22 tuổi hả? Đây là sinh viên năm cuối hả? Đúng rồi, mình năm cuối ở trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, chuyên ngành quản trị lữ hành. Bạn ở đâu á? Mình ở Gò Vấp á. Mình học ở trường Đại học Công nghiệp, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Quý có mối tình nào chưa? Dạ thì em trải qua vừa đúng một mối tình. Vừa đúng một mối tình. Mối tình đó quen được bao lâu nè? 2 năm ạ. 2 năm rồi, chia tay bao lâu rồi? Em chia tay hơn 5 rồi. Lý do sao chia tay Quý? Dạ em đi quá nhiều. Đi đâu? Em đi quá trời đi luôn, em đi hướng dẫn á chị. Thôi bây giờ hai bạn nói chuyện với nhau đi. Mình có thể mở mặt nạ ra. Chị Tường cho hai bạn 15 phút trò chuyện ha. Mở mặt đi, mặt nạ đi cưng. Rồi, bạn thích con gái như thế nào? Mỗi người con gái của mình thì đơn giản lắm. Chỉ cần quan tâm mình, hiểu cho cái công việc hiện tại của mình, có thể chăm sóc mình là được. Tại vì mình không biết tự chăm sóc bản thân cho lắm. Mẹ không chăm sóc bản thân cho lắm hả? Đúng rồi, thì đa số là mình đi không ạ. Mình không có ở nhà, với lại là cũng thường xuyên bỏ bữa. Bỏ bữa nhiều quá nên ốm đúng không? Cũng có thể gọi là vậy. Ham chơi, ham đi nên chọn ngành này. Bạn là người ở đâu? Người gốc mình ở Bến Tre. Người của miền Tây đúng không? Mình ở Cà Mau. Nhưng mà cũng có lý do để mình gần nhau rồi. Bạn ở đây thì bạn ở quận nào? Mình ở bên quận 5, đây là quận Phong. Mình ở Gò Vấp nè, có thấy xa lắm không? Đối với người như mình thì cái khoảng cách không phải là vấn đề. Như hôm nay này, sáng sớm thì tận rảnh mình từ quận 5 mình chạy ra quận 9 cà phê phải thôi. Bạn ghét điều gì ở người con gái? Điều mình ghét ở người con gái à? Ít nói, mình ít nói là mình thấy khó chịu. Mình muốn người con gái của mình luôn phải chia sẻ mọi thứ. Có khi nào thấy là người ta nói nhiều quá là làm phiền bạn không? Họ quan tâm mình họ mới nói thôi, còn họ không quan tâm thì làm sao họ nói với mình. Bạn có ghét cái người hay cằn nhằn không? Ví dụ là làm cái gì cũng bạn chỉ làm sai một cái điều gì đó thôi mà họ cứ nói tới luôn hoài á. Cũng có, nhưng mà tính mình thì khá là nóng. Đơn giản là ai mà nói nhiều với mình thì mình cũng khá là cọc. Nhưng mà cái điều mình sai thì mình chấp nhận, nhưng mà nói nhiều quá thì mình cũng khá là cọc. Bạn có thích nuôi chó này hay động vật không? Mình rất thích nuôi chó. Trước mình có nuôi một vài con chó giống husky, nhưng mà mất rồi. Bây giờ mình chưa nuôi lại, mình cũng không có thời gian để nuôi nữa. Bạn có điều gì muốn hỏi mình? Thì không biết là hồi nãy tại sao, có lý do tại sao bạn lại chọn mình? Tại vì mình thấy anh chắc là một cái gì đó, nhìn thì thấy có cảm tình với bạn rồi mình chọn bạn. Mình cũng cảm ơn bạn vì đã chọn mình, cũng không biết tại sao. Bạn hay đi hả? Đi có đi nước ngoài không? Đối với mình ở nước ngoài thì khó đi lắm, tại vì mình chưa tốt nghiệp mà. Với lại thẻ hướng dẫn viên trong nước của mình chỉ có thẻ ở trong nước thôi, thẻ nước ngoài mình chưa có. Với lại trình độ tiếng Anh của mình hiện tại cũng không được cao lắm nên mình cũng không đi nước ngoài lắm. Bạn dẫn du lịch nhiều chắc là bạn nói chuyện nhiều lắm hả? Nói chuyện khá nhiều, tiếp xúc với cũng khá nhiều người. Bạn ghét mẫu con trai như thế nào? Mình ghét người đầu tiên là bề ngoài trước là không gọn gàng, nhìn rất là lôi thôi. Đó là ấn tượng đầu tiên của mình là mình ghét đó. Thứ hai là trong các mối quan hệ, bạn nam bạn không rõ ràng trong mối quan hệ. Ví dụ bạn thân ra bạn thân, bạn bè ra bạn bè, người yêu ra người yêu. Em gái ra em gái, đừng có kiểu như em gái mưa hay lộn xộn này nọ là rất là ghét. Với lại kiểu là phản bội á. Cái thứ ba là mình cũng có, nhưng mà cái đầu thì quá trời luôn. Quá trời luôn ạ.
nhờ qua chạy em gái mưa. Đúng rồi. Sau này có bỏ được không? Ừ, chắc chắn sẽ bỏ, tại vì mối quan hệ tình bạn ở trong lớp á, đa số là tại vì mình quan tâm người khác rất là nhiều, mình đa số mình dành thời gian cho người khác, mình ít khi quan tâm mình lắm, chỉ đa số quan tâm người khác thôi, nên mình được rất là nhiều người quý ở trong lớp, mà mình nếu mà mình bắt đầu một mối quan hệ mới rồi mình sẽ bỏ tất cả. Bạn có hay chăm chút cho bản thân không? Không, chắc chắn là không. Tại sao lại không chăm chút cho bản thân? Tại vì cái vẻ bề ngoài là cái ngoại hình là để thu hút người khác đó. Thì thứ nhất là mình không có thời gian, thứ hai là mình cũng không biết chăm sóc bản thân. Mình rất là tệ, cái điều mà gọi là tuyệt vời hay là cái chữ đẹp với mình nó xa xỉ lắm. Một môn mà là cái môn make up á, mình rớt môn đó khoảng 3 lần rồi. Tới giờ mình chưa qua môn đó nữa. Mình có tính học lại môn đó không? Chắc chắn là phải học, tại vì những cái môn mà liên quan với nghệ thuật như là hát múa rồi này. Riêng cái môn đó chị Tường dạy cho. Chị Tường nói cho nghe, thật ra đó bạn trai này nói hoàn toàn đúng, chịu đồng tình. Là vì bạn ấy đang thứ là còn rất trẻ, thứ hai là còn độc thân, thứ ba là men. Những cái bạn đàn ông mà chuẩn men thì ít có để ý tới cái bề ngoài. Chị cũng rất là thích bạn đó ở cái chỗ mà bạn ấy nói là ở rất là thẳng thắn luôn. Rất nhiều em gái mưa, đúng không? Có sao nói vậy? Trời, chị nghe chị nhột chứ bộ. Nhưng mà khi em hỏi là sau này có bỏ được không, thì bạn ấy đương nhiên khi mà có bạn gái hay có một cái mối quan hệ đàng hoàng thì phải bỏ chứ, đúng không em? Vì bây giờ mình rảnh mà. Nói chưa nãy giờ ngồi nghe hai bạn trò chuyện tí xíu thì thấy thực sự hai bạn cũng có rất là nhiều điểm, cũng là tương xứng với nhau đó. Nhưng mà thời lượng của chương trình nó có giới hạn thôi. Thì bây giờ chị Tường xin phép em xíu nè. Bé Quý ra ngoài kia xíu đi. Chị Tường nói chuyện với bạn gái một phút thôi. Chị Tường sẽ ra nói chuyện với em nha. Sao bây giờ thấy sao? Dạ em thấy bạn cũng được. Bạn này được đó. Nói chung là dù sao nó cũng hợp hơn các bạn kia. Dạ. Bạn này có cái hơi ốm nhưng mà có cái chiều cao, xanh con, nó thay đổi nội dung. Dạ. Đó. Với lại là cũng nhân có ăn học, cũng nghề nghiệp, cũng tương đồng với mình. Dạ đúng rồi. Cùng cái lứa tuổi thì cái quan điểm trao đổi nó sẽ ok hơn. Còn cái chuyện mà chăm chút bề ngoài em yên tâm đi. Đúng không? Em để ý đi. Đàn ông nào mà có chủ rồi từ từ cũng mới. Phụ nữ mình á, mình chưa chồng á thì mình hay tốt lắm. Mình tốt để cho mình ra đường có người để ý. Nhưng mà thanh niên lại ngược lại với mình. Khi mà chưa có đối tượng thì nó hơi lè phè. Dạ. Nhưng mà khi có đối tượng rồi thì mình sẽ tốt lên cho người ta. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Hợp lý ha? Dạ. Nếu em đã đồng ý rồi thì bây giờ chị sẽ kêu bạn ấy vô. Rồi chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Ok ha? Sao? Nãy nói chuyện với bạn gái thấy sao? Em thấy bạn gái cũng rất là xinh đẹp nè. Cũng có nhiều đam mê giống em. Thích động vật. Rồi cũng có thể là hiểu cho công việc của em là cũng có một xíu cảm tình với bạn. Có cảm tình là thích đúng không? Dạ vâng. Thì bây giờ chị sẽ cho em vào gặp lại bạn gái. Em phải tự tin lên. Dạ vâng. Dạ. Rồi, theo chị Tường. Bây giờ, nó nghe nè. Trời ơi, em cao quá, em đứng lùi lùi xíu quý. Em làm gì mà hàng chị với bạn gái em quá. Hồi nãy á, đến với chương trình á, là em có tặng một bài hát cho bạn trai lạ mặt nghe đúng không? Tôi dám chắc luôn, ông này làm nghề hướng dẫn viên du lịch là có biết hát. Bây giờ hai bạn hãy bàn bạc với nhau, hãy cho chương trình một tiết mục văn nghệ vui vui đi nào. Tôi sẽ làm khán giả. Dạ chị ơi, thật ra em nói rồi, em mù về nghệ thuật lắm chị ơi. Ủa chứ em bây giờ thí dụ người ta đi trên xe, ta bắt em hát hay bắt em kể chuyện rồi sao? Em không bao giờ em hát trên xe, em bắt khách em hát rồi mà. Gì kỳ vậy? Rồi vậy thì giờ em làm sao em bắt được khách em hát cho chị? Miễn sao hai bạn có tiết mục văn nghệ thôi. Thật ra là mình không có hay hát được bài nào hết, mà mình có thể nghe bài hát được. Trong mình hát thôi. Em hát cao cổ được không? Được luôn, em làm trời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình âm nhạc của chúng tôi ở một cái công viên bao la bát ngát, cây xanh, tiếng ve kêu vời vợi để đón mùa hè về. Rất là râm ran, trời, với cái bầu không khí hòa mình với thiên nhiên này. Chúng ta sẽ thưởng thức một bài ca giọng cổ. Xin mời hai em. Ôi tuổi xanh mộng mơ, vẫn dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao lời ngài, anh về lứa đôi thành hôn. Tiếng đưa xuyên sao trong lòng buồn, dạt vào nhớ thương nào nhơi. Em chờ mong chầu đưa tới pháo hoa ru nồng, mừng cô dâu trẻ du quỳ. Giáng sinh xanh dài bên trong làng, phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời lòng rồi mà. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, thôi, nó nghe nè, Quý cao quá, cho chị đứng lên đây Quý ơi. Thật ra là nãy giờ chị Tường cũng cho hai bạn nắm tay nhau nè, cũng đo cảm xúc của nhau rồi. Tường cũng cho hai bạn thời gian trò chuyện với nhau rồi. Bây giờ là đến lúc mà hai bạn sẽ đưa ra cái quyết định. Các bạn có đồng ý kết bạn với nhau để mà tìm hiểu nhau thì chúng ta sẽ mạnh dạn tỏ tình hoặc là chia sẻ với nhau.
Còn nếu mà chúng ta cảm thấy không đồng ý thì chúng ta cũng có quyền im lặng. Bây giờ hai bạn xoay lưng lại. Chị Tường cầm một cái con gấu bông này đứng chính giữa hai bạn ha. Các bạn có 30 giây để suy nghĩ. Nếu mà ai muốn tỏ tình với người kia thì có thể quay mặt lại và nhận cái con gấu trên tay chị. Còn nếu sau 30 giây mà các bạn vẫn im lặng, có nghĩa là các bạn không có sự đồng cảm với nhau. Tường sẽ tiếp tục tìm cho bạn gái một cái cơ hội khác. 1, 2, 3. Ê, cả hai cùng một lúc. Cũng nhân cái duyên này thì thôi, mình để cho mình tặng bạn để có, để chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ mới. Có thể sau này chúng ta trên đường đời có thể mình không đến được với nhau, nhưng mà mình cũng có thể làm bạn. Nếu mà mình không hợp nhau thì thôi, bây giờ mình cho nhau một cái duyên đi, để mình tới với nhau nha. Nếu mình đã gặp nhau là cái duyên rồi thì em có thể cho mình một cơ hội để tìm hiểu, biết đâu sau này ngoài đời thì mình lại là bạn gái bạn trai với nhau. Đúng rồi, chương trình hôm nay là kết nối bạn trai bạn gái mà, để tìm một tình yêu mà. Chị Tường chúc hai bạn ha, khi mà nhận món quà này và kết thúc chương trình là hai bạn trở thành một cặp đôi. Và chị hy vọng rằng hai bạn sẽ cùng nhau hỗ trợ nhau trong công việc, trong sự nghiệp và chăm sóc yêu thương lẫn nhau một đoạn đường thật dài. Mời hai bạn nắm tay nhau đi. Nắm tay bây giờ chính thức rồi, nắm tay là bạn trai bạn gái với nhau rồi. Chúc hai em vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc, trong sự nghiệp của mình. Hung má bạn gái một cái, kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt đi nè. Thôi chị ôm cái được không chị? Muốn làm gì làm đi, hai đứa ôm, ôm nồng thắm vô. Trời ơi, thấy cưng dễ sợ không? Đó là những cái khoảnh khắc rất là đẹp. Hôm nay chỉ mới là sự bắt đầu thôi quý vị. Cặp đôi này sẽ còn cùng nhau một hành trình rất dài, rất đẹp ở phía trước nữa. Chúng ta sẽ cùng chúc phúc cho họ quý vị nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Và các Tường cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mai Mối Cùng Người Lạ. Chúng ta sẽ đón xem chương trình vào tuần sau, được phát sóng vào lúc 22:45 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha.